Dạ con xin chào cô chú có anh chị gần xa đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ ạ. Thì lâu lắm rồi con mới lên được bên clip Bonsai Cần Thơ nha cô chú. Mong cô chú ủng hộ cho cái kênh Bonsai Cần Thơ và ủng hộ cho kênh cho bãi kiển của cháu. Địa chỉ của cháu là ấp Tân Lập, Bình Tân, Vĩnh Long. Số điện thoại của cháu là 0939707168. Số đó cũng là số Zalo nha cô chú. Rồi con cũng cảm ơn cô chú các bác đã những năm vừa qua đã ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho bãi kiển của cháu, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi đầu tiên thì cháu lên được một cây cây khế gân nha cô chú. Khế gân này khế gân nu ha. Đó. Chuyến này cháu lên cũng 4 năm mặt hàng ha cô chú. Chiếu thủy, khế gân, bông trang và nguyệt quế rồi ha. Đây, đầu tiên là cháu lên clip khế gân nu. Khế gân này là Bình Tân Vĩnh Long ha cô chú. Khế gân Bình Tân Vĩnh Long. Đó. Hình nó giống như một cái dáng thú hay cô chú, con bẻ một nước dây hay nhau nhạo tí ha. Rồi cháu xin đo thông số chiều cao là được 60 chiều cao. Cái này thì cháu bán cho tính phôi ha cô chú, cháu tính phôi đi. Rồi hoành này là 20 ha cô chú, cháu đo lên tới cái cổ ha, cái cũ của nó rất là đẹp luôn. Cây này đang lên nu ha, 42 cái cũ ha cô chú, cây này đang lên nu rất là đẹp, cái dáng giống như hình thú ha. Khi vận chuyển đi thì con sẽ ốp lên con bó cho cô chú lại ha, hạn chế cho nó rụng gãy nhánh ha cô chú. Cây này thì nói chung cháu bán tính giá phôi ha. Rồi mã số 1, mã số 1 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.100.000, là bao gồm phí ship cho cô chú tới nhà luôn rồi ha. Rồi tiếp theo cũng là khế gân nu luôn, khế gân Bình Tân Vĩnh Long. Nói chung những mặt hàng này là cháu bán cháu tính cái giá phôi ha cô chú. À, cho cô chú về dễ chơi. Khế gân nu ha, khế gân nu Bình Tân Vĩnh Long. Cây nào cũng có đế hết trơn cô chú ơi, cây nào cũng lên nu hết ha, già cây lắm. Rồi cháu xin đo thông số, cây này nó có cái đường thân rất là lắc ha. Chiều cao là được 76. Rồi cái hoành, cháu đo cái hoành tại vị trí này là được 32. Cây rất là già, rất là nu ha. Rồi mã số 2, mã số 2 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 900.000, bao gồm phí vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn. À, mã số 2. Tiếp theo là mã số 3. Tiếp theo là mã số 3, cũng là khế gân nu luôn. Đây có nguyên một cục lọc nu luôn ha, chà bá lửa luôn. Cây thì cũng có đế, cũng đều đều ha cô chú. À, cây nhỏ nhưng mà cái dáng rất là lắc lượng rồi, rất là già cây luôn. Chiều cao tại vị trí này là được 53. Hoành là 23. Con cũng lâu lắm rồi mới lên là quay lên lại cho cô chú ha. Tại vì bây giờ không có cây cô chú ơi. Rồi, mã số 3 này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 700.000, bao gồm phí vận chuyển cô chú tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4, nói chung cây bên cháu là bao ship code cho cô chú luôn ha. Những cây nào mà ví dụ như bự quá mà nặng quá thì cháu sẽ báo cho cô chú ba trong bán kính trong 200 cây số ha. À, tiếp theo là mã số 4, một cây khế gân nu. Thấy nó nhỏ nhưng mà rất là già cây cô chú, đế cũng rất là đều. Chiều cao là 36, cây này cháu đo thân chính rồi ha. Hoành là 23. À, cây này thì nó giống như một hình con thú luôn ha, rất là đẹp. Cháu chừa hai cái tược gì cô chú về muốn bỏ tược nào bỏ ha. Rồi mã số 4 này cháu xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 700.000, bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 5. Đây. Cây này thì nó có một cái cây cần bay ha cô chú. Cái cần bay ha. À, một cái củ đế rất là đẹp luôn. Nói chung cây bên cháu là lên tược sống khỏe hết rồi ha cô chú. Đế thì cũng đều ha. Rồi cháu đo cái hạo cái cần bay. Tổng cái cần bay là được 79 à, 79. Hoành là được 27. Cái cây này thì nó có một cái vết này nó bị táp nắng nè cô chú. Nhưng mà nó vẫn kéo bình thường nha, nó kéo sẹo cứng ngắc hết trơn ha. Đây, nó có một cái chí xíu vậy thôi. Rồi cây mã số 5, mã số 5 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 700.000 thôi, 700.000 bao gồm phí vận chuyển cho cô chú tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 6. Tiếp theo là mã số 6. Đó. Những cây này thì cháu bán cháu tính giá phôi ha.
khi vận chuyển đi thì cháu sẽ ốp mấy cái tàn lên ha. Ấp tàn lên cháu sẽ bó cho cô chú ráng cẩn thận ha. À, mã số 6 cũng là khế găng nu. Cháu chỉ có 9 cây ha cô chú, 9 cây khế găng nu ha. Chiều cao là 75. Để cháu lòn vô kệ tử. Hoành là được 27 à. Kìa, nu nè cô chú nhìn lọc cục bự bự không ha. Rồi mã số 6, cháu xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 800.000. 800.000 bao gồm phí ship, phí vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 7. À. Cháu chỉ có 8 cây khế chứ, 8 cây khế găng thôi. Mã số 7. Những cây nói chung rất là già cây ha cô chú. Nè, nu vú cục cục luôn ha. Rồi chiều cao là 67 chiều cao. Hoành là 23 cây rất là già cây luôn. Rồi mã số 7 này cháu xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 700.000, bao gồm phí vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 8. À, cũng là khế găng nu luôn ha. Khế găng nu luôn cô chú à. Thân thì nó rất là lắc lượng ha. À, nói chung những cái cây khế găng, hàng khế găng này bên cháu á, là nó vừa nu mà cái trái rất là sai luôn nha cô chú, rất là sai quả ha. Chiều cao là 70, trái rất là sai. Hoành là 29. Nói chung cái dòng khế găng này là chỉ có Bình Tân, Vĩnh Long của cháu là mới có gốc của nó ha cô chú. Rồi mã số 8 này cháu xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 900.000, 900.000 bao gồm phí vận chuyển cô chú tới nhà luôn rồi ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 9. Một cây khế ha. Qua bên anh. Đây, cây này là nói chung là một cây khế chua. Cây này lùng lực lắm nha cô chú. Một cái cũ ha. Cây này khế chua lâu năm ha. Đó. Hàng này nói chung hàng bonsai lùng lực. Đế của em nó cũng rất là quái luôn ha. Đó, nở dách dữ lắm ha cô chú. Rồi cháu xin phép đo chiều cao ha. Chiều cao nó chỉ có 40 nha cô chú. Chiều cao 40. Cây này cháu xin đo 2-3 chỗ, 2-3 vị trí ha. Tại vì cái này nó cũng hơi khó đo tí xíu. Rồi tại vị trí này là 75. Đây, cháu quay vòng ha, 75. À, rồi cháu xuống nguyên cái cụm đế của em nó đi. Tổng nguyên cái nồi đế của em nó là được 88 nguyên cái nồi đế. Rất là to luôn. Cái này nở lắm ha cô chú. Rồi mã số 9 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 4.500.000, là bao gồm phí vận chuyển khi đi cháu sẽ bó bầu gút chậu cho cô chú ha. À, cây rất là đẹp ha cô chú, khế chua ha cô chú. Rồi cháu xin phép xuống cây, để bên đó đi. Rồi, cháu xin phép lên cây chiếu thủy. Cái này là nu da đen lá lớn à. Cây này nằm trong chậu là 30 năm mà nghe cô chú. Nó nằm trong chậu là 30 năm rồi đó. Cây này một cái hình thú ha, nu da đen lá lớn. Nó rất là già luôn rồi cô chú nhìn. Ở ngoài nó rất là hì hòm ha. Rất là già cây. Nói chung cây này là bốn chân gõ gạch ha. Có một cái đuôi cũng rất là gõ luôn. Cái miệng này của em nó cũng y gan như hình con lăng vậy cô chú ơi. Như ông lăng vậy đó. Đây, bốn chân gõ luôn ha. Chiều cao là 52. Đây, từ cháu đo nguyên cái phơm dài của em nó tới cái đuôi là 49 nha. Tổng một cái hoành eo của em nó là được 53. Cháu đo cái hoành cổ của em nó là được 34. 34 à. Đó. Cây rất là già luôn ha, nu da đen lá lớn. Cây này cháu xin bao ship toàn quốc luôn ha, cho cô chú các bác anh chị với giá là 6.100.000, 6.100.000 nha cô chú. Nu da đen lá lớn à. Bao ship toàn quốc cho cô chú ha. Nói chung cây này chắc khi đi cháu sẽ đóng kiện gỗ ha. Tại vì cái cây giá trị ha cô chú. Cái cây giá trị thì cho nên mình phải kỹ chút xíu. Rồi tiếp theo là cháu lên chiếu thủy luôn. Kéo cái mâm xích lại đây tí xíu cho nó gần. Ừ. Ở giữa thôi anh đâu quay ra dưới này sao? Ừ. Nè, lên. Dương gì vậy?
Rồi cháu xin lên một cây mai chiếu thủy. Đây hà, cháu có một cặp ha, cây này là cháu bán theo cặp nha cô chú. Đó, cây mai chiếu thủy nu ha. Đó, nu từ trên xuống dưới luôn. Hai cây thì cháu làm một form ha, một kiểu dáng của em đó ha. Nó có một cái cành gớt rất là đẹp ha. Cây nói chung thì đang sống khỏe. Nó nu toàn thân luôn. Rồi, cháu xin phép cháu đo tổng số. Cây này thì có dáng lắc lượng lắm ha. Chiều cao của em nó là nó tầm khoảng 1m8 nhưng mà cháu tính 1m7 nha cô chú. Cháu tính 1m7 ha. Rồi cháu hạ nguyên cành gớt của em đó. Một cái cành gớt của em nó là được 100. 100 tán ngang. Tán ngang là được 89. Hai cây thì cháu làm có một form giống hệt hai cô chú. Đó. Thì hồi cây kia thì cháu chỉ đo hoành thôi ha. Đây, cây này cháu cho đo cái hoành cổ của em nó được 24, 24 mà. Cô chú nhìn nó nu, em nó nu ha. Hai cây này giống như cây phu thê với nha cô chú. Hai cây y gan như cây phu thê ha. Đó. Nó nu từ trên nu xuống luôn, nhánh bọng rồi nu hết trơn ha. Nu rất là đẹp luôn, cây này có đế dữ lắm luôn. Rồi. Cây mã số 10 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 4 triệu 500 ngàn. Cái này cháu sẽ bán theo cặp ha. Rồi. Ở cây này mã số 11 nha cô chú, cháu xin lỗi ạ. Quay cái đọt quá. Ui. Đây cái này là cũng là cây 11 ha. Hồi nãy là cây 11, cây này cũng là cây 11 tại cháu bán theo cặp ha. Đó, cháu tính theo 11 luôn ha. Thì cái form tán dài và chiều cao hai cây thì nó cân đối với nhau. Cái form cành gớt cũng cân đối với nhau luôn. Đó. Cây thì này thì có một cái củ đế rất là đẹp. Củ đế tròn vành luôn. Cây này nu dữ hơn cây bên kia nữa. À, đế thì đều ha. Rồi cháu cây đang sống khỏe. Rồi cháu chỉ đo cái hoành thân ha, tại vì hai cây thì cháu làm một cái kích cỡ ha. Rồi hoành của em nó 29 nè, 29. Nu nè, cô chú nhìn nó nu, em nó nu đã lắm ha. Nu nhánh nè. Lên tới ngọn luôn ha. Rồi một cặp, một cây này là 4 triệu rưỡi, một cặp là 9 triệu, con bao gồm phí ship cho cô chú luôn ha. Đó. Bao phí ship cho cô chú. Rồi cháu xin phép đổi cây. Dạ. Xuống đây ha. Rồi. Cho hai cây một quế này chứ. Lên đi Trang, đi lên Trang đi. Rồi ok. Rồi, tiếp theo là con lên một cây Trang vàng lá nhỏ. Nói chung mặt hàng này là Tết chơi Tết được nha cô chú. Giờ cô chú mua ha, rẻ ha. Chừng nữa gần Tết cô chú mua rất là mắc ha cô chú. Cây thì cháu đã nuôi ống tàn mịn tàn hết rồi. Khi đi thì nói chung thì ba cây này cháu sẽ bó bầu rút chậu cho cô chú nha. Tại vì chậu ba chậu mũ, chậu xi măng nó sẽ bể. Chiều cao là 53. Tán ngang là được 80. Trang vàng lá nhỏ cây rất là già luôn. Cây củ đế thì nó có ha mà cháu không có khai thác. Hoành là 21. Rồi cây mã 12 có giá là 500 ngàn. 500 ngàn cho mã 12. Rồi xuống cây đi anh. Tiếp theo là mã số 13 là một cây tím sen. Một cây tím sen. Mã số 13. Đó, một cây tím sen mã số 13. Cây tàn nói chung là tròn ẩm luôn ha, tròn dình luôn. Chiều ở cái tán ngang là 77. Chiều cao là 54. Mấy cây tàn này cháu không khai thác ha. Hoành là 15. Rồi cây này có giá là mã 17 có giá là 500 ngàn bao gồm phí vận chuyển. Khi đi cháu sẽ bó bầu rút chậu ha. Mấy cái này là trường hợp, ví dụ như cháu bó lên có thể là nó sẽ bị rụng lá là bình thường ấy cô chú. Nó rụng lá là bình thường nhưng mà nó sẽ lên lá lại bình thường ha. Không có ảnh hưởng gì về cái cây đâu, cô chú yên tâm. Tại vì những mặt hàng này cháu bán đi cho khách thì nói chung thì cũng rất là nhiều. Rồi tiếp theo là mã số 18.
Một cây trang đỏ lá nhỏ, cây này rất là đẹp, cái củ rất là duyên dáng luôn. Rồi cây cũng đang cho hoa rất là đẹp ha. Hoành là 75, chiều cao là được 54. Cây nói chung đang phúng đọt non dữ lắm ha. Rồi hoành là 17 ạ. Cái củ em nó rất là đẹp ha. Rồi mã 14 có giá là, ủa, mã 18 không? Mã 18, cây trang đỏ lá nhỏ, cháu xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 550.000. Mã số 18, xuống cây lên bên đây. Rồi tiếp theo là mã số 19. Thôi để anh mình ghi đi. Mã số 19 là cháu lên nguyệt quế, lá sắn bông chùm hả cô chú. Cây này siêu bông lắm ha cô chú. À, đế rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp đế, nó chảy rất là đẹp ha, thân rất là sắn luôn. Đây cô chú nhìn cái vàng búp búp bông nó đây nè, cái nhìn cái vàng nụ là cô chú biết bông chùm rồi ha. Đó, đó cái vàng nụ dữ lắm ha cô chú nè. Cái hàng lá sắn bông chùm này á, thì bông nó rất là sai, nó chùm chùm vậy đó. Cây này thì con để tặng đa ha, về cô chú muốn muốn cắt giật lại thì cắt ha. Mã số 19. Rồi cháu xin phép đo chiều cao cây này, thân rất là đẹp luôn. Chiều cao là 99. Cây này cháu khỏi đo tán ngang ha cô chú, tại cháu tính cây phôi ha. Hoành là 48 ạ. Cháu đo cái đường kính bầu luôn cho cô chú muốn có mua về thì dễ vô chậu ha. Cái đường kính hiện tại là được 58 nha cô chú. Cô chú về vô chậu 70 hoặc là 68 được ha. À, nhưng mà về cô chú từ từ hả chồng ha. Nếu mà cô chú có mua thì từ từ hả chồng, có gì liên hệ với cháu, chưa biết cách chồng thì liên hệ cháu, cháu sẽ chỉ cách chồng cô chú ha. Rồi mã 19 này có giá là 4 triệu đồng ạ. Cháu bao gồm phí vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn rồi ha. Cây rất là đẹp ạ. Nói chung là không bị bọng mục lũa gì hết ha. Cây lành tích hết toàn diện. Rồi tiếp theo là mã số 20. Nghiêng xích bẩn. Mã số 20. Cây rất là đẹp luôn cô chú ơi. Cây lùng lực ha. Cô chú về thích chơi tàn đa thì chơi. Cây này về cô chú muốn chơi bonsai cũng rất là đẹp luôn. Đây, cắt bonsai lấy cái mặt tiền ha. Rất là đẹp. Cái mặt tiền bên đây đẹp lắm. Rồi cháu đo chiều cao đi. Chiều cao là được 90. Cây này cháu hảo tán ngang luôn ha. Tại cái tàn nó hơi to. Được 103 nha cô chú. 103. Đây cô chú nhìn mấy cái nấp bông này ha. Lá sắn bông chùm hả cô chú. Cái này là nó rụng rồi nha cô chú. Cái vàng bông nó rụng rồi mà cô chú nhìn cái cây bông nó chùm chùm vậy đó. À, rất là đẹp luôn. Đúng chuẩn lá sắn bông chùm luôn hả cô chú. Rồi cháu xin đo cái hoành ha. Cây này một cái củ gom rất là đẹp luôn. Cái củ của em nó gom bề đế rất là đẹp. Cháu đo cái hoành eo đi. Cái hoành eo là 49 ạ. 49. Xích xuống cái củ nở tí xíu ha. Là được 56. Cây nói chung không bọng một lỗi gì hết ạ. Đây. Liên lạc cây ha. Những cái chỗ này là cái dạng như mối á cô chú. Cái mối thì nó vô, nó đóng ổ mối nhưng mà không có sao ha. Bảo đảm cho cô chú 100% là không bị gì hết. Rồi mã số 20 cũng có giá là 4 triệu đồng. Cháu bao phí vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn rồi đó nha. Cái giá này là cháu bao phí vận chuyển luôn. Rồi thì cuối clip thì con xin chào cô chú các bác anh chị. Chúc sức khỏe cô chú các bác anh chị. Dạ cô chú các anh chị thì có xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh, ủng hộ bãi kiển. Chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Trên hết ạ.